À, xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Hôm nay mình sẽ có một hướng dẫn nhỏ nhỏ về Vray for Sketchup. Như các bạn đã biết thì với Vray thì nó có một cái khả năng là có thể kết nối nhiều máy vào với nhau để render, để cải thiện cái tốc độ thời gian render. Tuy nhiên với Vray 2.0 for Sketchup thì các cái bước khai báo của nó tương đối là phức tạp và dài dòng, không phải ai cũng có thể làm được tốt các bước đó. Với Vray.4 thì khi nó ra đời thì nó là một cái cuộc cách mạng, mọi thứ đưa được đơn giản hóa đi rất là nhiều. Và các cái bước khai báo để mà render mạng thì nó cũng đã được đơn giản đi rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần Vray Swarm. Để mà sử dụng Vray Swarm thì đầu tiên các bạn phải mở Vray Asset Editor lên, và trong đó thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần setting. Trong phần setting thì chúng ta sẽ mở tính năng Swarm lên, và chúng ta sẽ phải ấn vào cái chỗ này để thiết lập cài đặt cho nó. Ở đây các bạn có thể thấy là nó sẽ thống kê là có bao nhiêu máy đang được cài Vray for SketchUp cùng hoạt động trong một cái mạng LAN. Và nó sẽ có cái địa chỉ IP của từng máy như này, nó tự động nó nhận, chúng ta không cần phải khai báo như là 2.0 nữa. Ở đây chúng ta chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là phải thiết lập cho các cái máy có cùng chung một cái tag để chúng nó nhận diện được với nhau. Thì về nguyên lý là những máy nào có cùng chung tag thì chúng nó sẽ cùng render. Ở đây để thiết lập thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ ấn vào phần configuration. Sau đó chúng ta sẽ phải làm một việc là tắt nó đi. Sau khi chúng ta enable disable nó đi thì chúng ta sẽ đặt ở đây một cái tag, ví dụ là Việt CG chẳng hạn. Tranh thủ quảng cáo chút xíu. Add save. Sau đó chúng ta sẽ mở cái máy này lên và chúng ta sẽ trở lại phần network. Thì các bạn thấy là mình vừa thiết lập một cái tag cho một cái máy mình đang ngồi. Để mình copy cái tag này cho những cái máy còn lại thì mình sẽ làm như sau, mình sẽ chọn những cái máy còn lại. Và mình sẽ disable nó đi. Sau khi mình disable những cái máy này đi rồi thì mình sẽ ấn vào copy. Đấy. Ok. Như vậy là chúng ta đã copy được cái cài đặt cho những cái máy con. Các bạn đợi chút xíu, để nó có rồi này. Sau khi copy xong thì chúng ta phải enable nó lên để bật những cái máy này lên. Rồi, đấy là xong, rất là đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc vào trong Vray và chúng ta sẽ thiết lập cho những cái máy ấy, cho cái phần setting này, chúng ta phải thiết lập một cái tag để nó nhận diện những cái máy đấy. Chúng ta ấn vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái máy, một cái tag ở đây. Trong cái trường hợp mà các bạn ấn ở đây, các bạn thấy là nếu mà nó không có cái tag mà chúng ta vừa cài đặt ấy, thì các bạn sẽ ấn refresh tag. Ấn lại. Rồi. Thế là xong. Và chúng ta chỉ việc ấn render và hưởng thụ thành quả. Thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta ấn render thì đầu tiên là cái máy chủ, tức là máy mình đang ngồi, thì nó sẽ chạy trước. Còn những cái máy con thì nó sẽ chạy sau. Đây, cho cái này nó sang bên này. Đây. Các bạn có thể thấy là đây, như cái máy con ban đầu nó sẽ báo là assign và cái máy chủ của mình bắt đầu nó chạy trước, nó chạy hết 100% rồi này. Và đấy, khi mà những cái máy con bắt đầu nó render ấy, thì trong này nó sẽ báo là rendering. Còn những cái máy nào mà nó không chạy được thì nó sẽ báo là assign. Thực ra cái lỗi assign này mình không biết là vì sao nó lại có, và mình cũng không biết cách xử lý giải quyết nó như nào, mình chỉ ghi nhận là nó có cái lỗi đấy. Thì tương đối là hên xui. Bình thường thì sau khi chúng ta cài lại win sạch sẽ và cài lại Vray mới từ đầu thì nó sẽ chạy được. Hên xui, cái trường hợp mà render swarm này thì nó hơi hên xui một chút xíu, tức là không phải là lúc nào nó cũng chạy được nuột nào 100%. Các bạn có thể thấy là ở đây thì nó đang chạy được tương đối là bình thường. Máy của mình chạy nhảy vào trước này. Nhưng máy con khi nó báo rendering như này thì chúng ta có thể yên tâm được là nó chạy được rồi. Trong khi mà dùng swarm ấy thì nó có hai lỗi phổ biến. Một là sau khi mà chúng ta ấn render ấy thì cái máy mà chúng ta vừa mới ấn, sau khi ấn xong ấy thì nó cứ báo là assign và nó không chạy được nữa. Cái lỗi thứ hai ấy, là sau khi mà nó báo là rendering ấy thì một lúc sau nó lại báo là unstable, tức là nó báo là cái phiên bản Vray của chúng ta đang dùng ấy là nó không ổn định. Thì ở đây cái cách xử lý cái lỗi unstable này ấy, thì có thể xử lý được, tuy nhiên không phải lần nào nó cũng chạy. Chúng ta sẽ phải disable đi. Sau khi mà chúng ta disable cái máy này đi ấy, thì chúng ta lại enable lại. Thì các bạn đợi một lúc nó sẽ lại chạy tiếp. Đây, nó lại enable lên này. Và bắt đầu nó assign, xong lại rendering. Đấy, một lúc sau nó lại chạy. Thì đa số các trường hợp ấy, thì sau khi như này thì nó sẽ chạy bình thường. Nhưng mà cái này nó hơi hên xui là có một số trường hợp mà chúng ta làm vậy rồi mà nó lại không render, nó lại unstable. Thì cái lỗi đấy nó hơi khó hiểu, mình cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Hy vọng là trong các cái bản cập nhật mới của Vray sắp tới thì nó sẽ giải quyết được những cái lỗi này. Với Vray Swarm thì chúng ta chỉ có thể dùng được với Vray bản quyền hoặc là phiên bản dùng thử trial thì nó sẽ chạy được. Còn nếu mà chúng ta dùng crack thì nó sẽ không thể chạy được. Hy vọng là cái hướng dẫn này nó sẽ giúp ích cho các bạn.
Ở đây các bạn nhìn đây thì các bạn đừng đừng vội, các bạn thấy nó chưa chạy hết 100% chip thì các bạn đừng vội nản nhé, một tí nữa nó sẽ chạy hết 100% chip đấy, nó phải có thời gian nó mới chạy hết. Thì với những cái file mà nó nặng ấy thì nó sẽ rất là hữu ích, còn với những file nhẹ mà gen một lúc là xong thì nó sẽ hết. Đây các bạn thấy này, cái máy server này đấy, lúc nãy mình tắt đi và bây giờ nó chạy được hết 100% bình thường rồi đấy, lại chạy khỏe đấy, hơi hên xui chút xíu. Hy vọng là cái hướng dẫn này có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này không có quảng cáo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.